Thưa quý vị, dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 giúp kết nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An chúng ta và các tỉnh miền Tây nhằm hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang dần thành hình. Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp tranh tỉnh Long An với tổng chiều dài 6,92 km, rộng 6 làn xe hơi với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Là một trong những dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, công trình mở rộng quốc lộ 50 luôn được duy trì đội ngũ trực chiến ngay cả trong những ngày Tết Nguyên đán 2024. Hiện nay, nhiều tổ công nhân, kỹ sư chia thành 3 ca, 4 kiếp làm việc xuyên suốt để sớm đưa dự án về đích. Đại diện ban giao thông cho biết dự án xây dựng đường song hành và mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh do ban giao thông làm chủ đầu tư khởi công cuối năm 2022. Dự án này gồm 7 gói thầu, trong đó việc xây dựng đường song hành quốc lộ 50 chia thành 4 gói, gói xây lắp 1 2 3 4 đến nay đã đạt khoảng 53% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Còn lại là các gói thầu mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu, thuộc gói xây lắp số 567 sẽ khởi công trong tháng 3 này và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Việc xây dựng dự án đường song hành và mở rộng quốc lộ 50 gặp một số khó khăn do vướng mắc mặt bằng. Có 594 hộ dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án này. Đến nay, ban Giao thông đã nhận bàn giao mặt bằng của 544 trên 594 hộ. Những mặt bằng còn lại bị vướng thua thuộc hai doanh nghiệp và 50 hộ dân. Còn đối với đoạn mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu, phần lớn mặt bằng đã được hộ dân ký biên bản bàn giao. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đang vận động các hộ dân gấp rút tháo dỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.